Chào tất cả các bạn bè cũng như là anh em đam mê trên mọi miền đất nước ha. Đam mê âm thanh mấy má ơi. Thì ở đây mấy bạn đang dòm thì mình cũng có mới chế một cái hộp Echo rời. Cái hộp này thì mình bán giá chỉ có 700k thôi mấy bạn ơi. Đó. Màu xanh, màu đen, màu trắng, là tôi thích màu nào thì tôi bụp màu đó nha mấy ông nha. Không có được màu mè quá lá hẹ nha. Không đòi hỏi à. Thì ở đây em cũng hướng dẫn cho tất cả các bạn, thí dụ như mà khi mà mấy bạn cứ mở lên là 12 giờ hết đi. Đây 12 giờ. Mà mấy bạn cắm cái cục nguồn này vô. Mà mấy bạn alo không có effect á, một thì mấy bạn nhấn cái nút này lên. Nhấn thêm cái nữa coi nó có effect không. Còn không có thì mấy bạn cứ rút cái này, rút cái cục nguồn này ra. Mấy bạn đếm 1 2 3 4 5 rồi mấy bạn cắm vô là nó sẽ có effect ha. Rồi thì ở đây em cũng hướng dẫn cho tất cả các bạn mình cái cách sử dụng ha. Thì ở đằng sau cái hộp Mego của mình á là cái hộp Mego không dây, thì ở đằng sau nó có hai lỗ canon, một lỗ số ly. Thì mấy bạn lấy cái lỗ số ly đó mấy bạn cắm vô cái hộp Mego, và một cái lỗ còn lại thì mấy bạn cứ cắm vô cái chữ vào nè ha, nó chữ chữ vào đó. Và mấy bạn lấy một con dây 6 ly ra canon đực cũng được, hoặc là 6 ly ra 6 ly. Thì mấy bạn cắm lên trên từ cái đường ra của cái hộp này, và mấy bạn cắm lên mixer là lụm thôi ha. Rồi bây giờ em sẽ alo thử ha. Em sẽ alo thử cho mấy bạn nghe ha. Đó. Thì em cũng có chế cái nút này để cho tất cả các bạn, để cho anh chị em mình tắt effect tạm thời, chứ khỏi cần chỉnh mấy cái này. Nói chung mấy này mấy bạn chỉ cần chỉnh ok. Đây cộng dây nhiễu là cái cộng dây điện em đang cắm vô, em đang livestream nè bạn. Đó. Thì mấy bạn nhắn vô một cái là tắt queo à. Alo 1 2 3 4 5 6 7 tập cho B. Rồi thì mấy bạn cứ cho cái độ này là cái độ gian nhiều ít nè. Đây là 12 giờ qua trái này là sẽ là delay, và 12 giờ qua phải sẽ là echo nha. Alo 1 2 3. Thôi nói ông ơi, ông đừng chạy chỗ quanh có gì tuổi tim qua gò mặt gì khi đó. Mặc cùng ông tuy đã có đồ chân lý của một quan tòa thẩm vấn tên tội phạm tì tôi ông ơi nhau biết giờ đây ta nói gì đó. Rồi đây là mấy bạn nhận qua bên phải là nó sẽ là eco. Lần mùi người đưa tiếng anh lên đường, thì cái này là nó nhiều thì mấy bạn để 12 chữ thôi. Mấy anh đi rồi có mong quê nhà em vẫn chờ mong. Rồi mấy bạn cứ điều chỉnh là bập thôi mấy bạn ơi. Đó. Thì có giá 700. Thì anh em nào mua thì ủng hộ em, cảm ơn nha.